9 điểm lưu ý khi sạc xe đạp điện, xe máy điện. Xe đạp điện và xe máy điện là những phương tiện giao thông rất được yêu thích, vì được đánh giá rằng thân thiện với môi trường, tiết kiệm hơn cho người dùng. Sau khi sử dụng, những phương tiện này sẽ phải trải qua thời gian sạc pin để phục vụ cho quá trình di chuyển vào hôm sau, và để tiết kiệm thời gian, nhiều người dùng sẽ chọn sạc phương tiện qua đêm. Nhưng hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể dẫn đến cháy nổ. Cùng điểm qua 9 lưu ý khi sạc pin xe điện đảm bảo an toàn sau đây nhé. Lựa chọn xe điện chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đến từ thương hiệu uy tín, không vì tiết kiệm tiền mà chọn mua những phương tiện có giá thành rẻ, không rõ nguồn gốc. Sắp xếp thời gian để có thể sạc xe điện vào khoảng 17 giờ và rút sạc trước khi đi ngủ. Đồng thời, không nên cắm sạc liên tục quá 8 giờ đồng hồ hay qua đêm. Chọn không gian sạc xe điện an toàn, thông thoáng, tránh xa các vật dụng chất dễ gây cháy nổ hay gần nguồn nhiệt cao nên sạc pin và ác quy khi gần hết với mức điện áp thích hợp và ổn định được khuyến cáo bởi nhà sản xuất. Không sạc pin ngay sau khi vừa sử dụng xe mà hãy chờ trong 20 phút để bình điện nguội rồi mới sạc. Và nếu như lâu không dùng xe thì hãy sạc đầy rồi tháo rời ác quy và pin ra, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để pin ác quy ở các khu vực ẩm ướt có nhiệt độ cao. Sử dụng sạc chính hãng có chế độ tự ngắt nhằm đảm bảo an toàn khi dùng phương tiện, giúp pin không bị quá nóng, quá tải dẫn đến phòng rộp. Đồng thời, không sạc khi nhận thấy pin bị nứt phù. Tuyệt đối không nên tự ý thay đổi kết cấu thêm phụ kiện hay thiết bị vì có thể ảnh hưởng đến hệ thống dây dẫn và nguồn điện của xe. Thường xuyên bảo dưỡng pin, ác quy và hệ thống dẫn điện của xe định kỳ khoảng 3 tháng một lần để có thể phát hiện kịp thời những hư hỏng như bị phù, nứt và thay mới. Sau khi vệ sinh xe, cần lập tức lau khô pin, ác quy và phanh của xe trước khi khởi động lại. Nếu đi mưa về thì nên đổ xe ở nơi khô thoáng để có thể hong khô xe và kiểm tra xem nước có tràn vào khu vực pin và ắc quy không. Trên đây là chính lưu ý khi sạc pin xe điện để đảm bảo an toàn. Hãy ghi nhớ để dùng khi cần nhé. Chúc bạn vui vẻ.